Mo run rẩy đôi top 4, tháng 3 dông bão trở thầy trò Rangnick. Mo đã hòa 2 trận liên tiếp trước các đội chiếu dưới. Đó là một thực tế buồn trong bối cảnh chờ đợi Quỷ Đỏ là tháng 3 vô cùng dông tố. Mo hòa đội bét bảng Burnley 1-1. Hòa tiếp đội đang xếp thứ 10 Southampton cũng tỷ số 1-1. Cả hai trận đấu với cùng một bản kịch bản đã khiến Quỷ Đỏ đánh rơi 4-6 điểm. Các Manusian có lý do để thất vọng với kết quả hiện tại. Trước khi Mo bước vào vòng đấu thứ 24 và 25, tờ Manchester Evening News dự đoán rằng Quỷ Đỏ có thể giành chọn 15 điểm ở vòng 5, ở 5 vòng đấu từ 24 đến 27 và một trận đá bù vòng 18, nhưng kết quả thì như tất cả đã thấy. Nên nhớ đây là đoạn đường khúc cua vàng mà MU cần tận dụng. 5 đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick trong giai đoạn này chỉ là Burnley, Southampton, Brighton, Leeds và Watford. Vậy nhưng những gì đội bóng này đã có chỉ là 2 trận hòa 1-1.